Tình huống trên diễn ra ở phút thứ 90+2. Watford đang dẫn trước Tottenham 2-1. Cầu thủ Watford quyết định tung cú sút từ khoảng cách hơn 40m, đưa bóng nhắm thẳng hướng khung gỗ. Khi đó, tất cả các cầu thủ của Tottenham đã bất lực nhìn theo bóng. Nhưng Son Heung-min lại bất ngờ thể hiện màn chạy nước rút tuyệt vời, y hệt như tia chớp Usain Bolt, để vượt theo quả bóng và cản phá pha cứu thua ngay trên vạch vôi của khung thành. Và trước khi vào phần xem video, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh thứ hai được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho tụi mình nhé. Tốc độ nước rút là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong bóng đá hiện đại. Sở hữu một máy chạy trong đội hình cũng đồng nghĩa với việc huấn luyện viên có thêm một sự lựa chọn để khoan thủng mảnh lưới đối phương. Chính vì thế, hãy cùng chúng tôi điểm mặt những pha bứt tốc kinh hoàng từ những đứa con của thần gió và tìm xem đâu là tình huống ấn tượng nhất nhé. Từng phải rời Barcelona trong sự chán chường, thế nhưng giờ đây Adama Traoré đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Wolves và trở thành cơn ác mộng với mọi hàng thủ tại xứ sở sương mù. Trong trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tại Nations League, cầu thủ sinh năm 1996 tiếp tục khiến ai ai cũng phải trầm trồ với pha nước rút đỉnh cao của mình. Xuất phát sau hậu vệ đối phương một quãng khá xa, thế nhưng chỉ mất vài giây, Traoré đã đuổi kịp Trincao bên phía đội chủ nhà và ngay lập tức giành lại quyền kiểm soát bóng. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night, 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 night. You know, I have this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Rõ ràng ở thời điểm hiện tại, Son Heung-min mới là cái tên đáng xem nhất của giải Ngoại hạng Anh cũng như ở lục địa già. Với phong độ chói sáng của mình, tiền đạo người Hàn Quốc tiếp tục mang đến những màn trình diễn làm nức lòng người xem. Nhận đường truyền từ Harry Kane, Son một lần nữa cho thấy được tốc độ xé gió của mình khi bứt tốc để loại bỏ hậu vệ đối phương. Cầu thủ mang áo số 7 sau đó ngoặt bóng sang bên phải rồi dứt điểm chéo góc hạ gục thủ thành West Ham. Sau nhiều năm để Marcelo đảm nhận vị trí hậu vệ trái, giờ đây Real Madrid đã tìm được một người thay thế xứng đáng cho cầu thủ người Brazil. Trong pha bóng này, Fulham Mendy đã minh chứng được vì sao anh đang là cái tên không thể thay thế của huấn luyện viên Zidane. Pha bứt tốc kinh hoàng cùng sự càng lướt khủng khiếp để giúp hậu vệ người Pháp bắt kịp tiền đạo đối phương và ngăn chặn thành công một tình huống phản công nhanh. Nếu như không có sự xuất sắc của Mendy, rất có thể Real đã phải chịu một bàn thua trong tình huống này. Cùng với Jadon Sancho, Jack Grealish đang là cái tên mà Manchester United rất muốn mang về sân Old Trafford. Và tình huống này sẽ minh chứng cho lý do vì sao Quỷ Đỏ lại muốn sở hữu tiền vệ người Anh đến như thế. Nhận bóng từ phần sân nhà, Grealish dẫn bóng một mạch đến sát vòng cấm của Arsenal. Dù Bellerin cũng rất nổi tiếng về tốc độ, thế nhưng hậu vệ của pháo thủ không thể nào theo kịp Grealish. Sau đó đội trưởng của Aston Villa vẫn kịp đưa ra đường chọc khe thông minh để đồng đội băng xuống ghi bàn.
Phong độ không tốt của Daniel James chính là một phần nguyên nhân khiến cánh phải của Manchester United trở nên vô hại trong mùa giải năm nay. Thế nhưng cầu thủ người xứ Wales vẫn luôn làm tốt một khía cạnh duy nhất, đó là tốc độ. Tiền vệ mang áo số 21 đã khiến toàn bộ các cầu thủ Leeds United phải hít khói trong tình huống này. Dù có pha bứt tốc cực kỳ ấn tượng, thế nhưng thêm một lần nữa, Daniel James lại chưa thể biến nó trở thành bàn thắng. Cùng với sự thăng hoa của AC Milan, Theo Hernandez cũng đang có một chuỗi phong độ cực kỳ ấn tượng. Đặc biệt, hậu vệ người Pháp cực kỳ lợi hại trong những tình huống leo biên lên tham gia tấn công của mình. Tận dụng khả năng bứt tốc và càng lướt đáng kinh ngạc, cậu em nhà Hernandez đã tự mở ra đường bóng thuận lợi cho mình, vượt qua hết mọi cầu thủ bên cánh trái. Theo có đường căng ngang thuận lợi để đồng đội dễ dàng dứt điểm cận thành. Đứng thứ hai trong danh sách những cầu thủ chạy nhanh nhất thế giới theo tờ Marca, tốc độ rõ ràng là một trong những thứ vũ khí lợi hại nhất của Iñaki Williams. Tận dụng đường chọc khe thông minh của đồng đội, tiền đạo của Athletic Bilbao dùng tốc độ của một chiếc F1 để nhanh chóng thoát xuống. Với khả năng bứt tốc vượt trội, Williams dễ dàng bỏ lại hậu vệ đối phương ở phía sau rồi dứt điểm gọn gàng để ghi bàn. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. Sở hữu một thân hình hộ pháp khi cao tới 1m94 và nặng 88kg. Thế nhưng tốc độ của Erling Haaland được so sánh với những vận động viên điền kinh. Sau pha phất bóng của đồng đội, chủ nhân của giải Golden Boy 2020 có pha chạy nước rút kinh hoàng để loại bỏ hàng phòng ngự đối phương. Pha khống chế bóng bằng ngực rồi kiến tạo cho đồng đội của Haaland là vô cùng hợp lý để giúp Na Uy có bàn thắng gia tăng cách biệt. Mới đây, Louis Barry đã khiến thế giới bóng đá phải chú ý khi phá lưới Liverpool ngay ở trận đấu ra mắt đội 1. Cầu thủ năm nay mới chỉ 17 tuổi, đã thể hiện được tốc độ cũng như sức rướn khá tốt khi đón được đường chọc khe của đồng đội và thoát khỏi sự truy cản tới từ hậu vệ của The Cop. Trong tình huống đối mặt với thủ môn, tiền vệ của Aston Villa tung ra cú cứa lòng mẫu mực để đem về bàn thắng danh dự cho đội chủ nhà. MD, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stuck. Có thể thấy các cầu thủ hiện nay hoàn toàn có thể sở hữu tốc độ không kém gì một vận động viên điền kinh, và điều này thực sự là một vũ khí vô cùng lợi hại.
Nếu thấy video hay và hữu ích, đừng quên bấm like, share và subscribe cho kênh. Hãy để lại bình luận bên dưới về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.